Xin chào anh chị, xin giới thiệu anh chị máy trồng thực phẩm lồng quay. Máy này dùng để tẩm ướp thực phẩm có gia vị. Máy này có trang bị bồ hỏi gió nhiệt á, để quá trình mình tẩm ướp á, mình cho cái bồ hỏi gió nhiệt vô. Cái này có ống hỏi gió nhiệt đây, thổi vô lồng để nó sấy cái sản phẩm mình ráo hoặc ra nhiều sản phẩm mình quá trình tẩm ướp. Này thường tẩm ướp hạt điều, sa chi, đậu phộng các kiểu. Máy làm toàn bộ nó là tư hết. Đây quá trình vận hành máy ha. Máy này cũng dễ điều khiển thôi, bật chế độ lồng quay lên thì nó sẽ quay. Con đảo chiều lại thì bật công tắc theo chiều ngược lại, nó quay chiều ngược lại. Muốn điều chỉnh nhanh chậm thì có cái biến trở đây. Thì tốc độ nhanh chậm của cái máy sẽ quay lên theo tốc độ tương ứng. Còn đây chế độ bật nhiệt của gió ha. Thì cái hệ thống này nó điều khiển cái gió nhiệt. Cái nhiệt này thổi vô trong cái lồng á, nó có nhiệt độ thổi ở đây. Mình tẩm ướp mình sấy. Thì cái máy bật vậy thế mình cho nó chạy thôi. Sau khi trộn xong mình mới đổ liệu ra thì mình sẽ tắt cái máy đi, tắt cái đầu lồng quay đi, mình sẽ lấy cái bồ hỏi gió nhiệt đi ra đổ liệu. Đây là cái cơ cấu này, cái lồng nó sẽ úp xuống đổ này dễ dàng, đưa cái đầu vô mình hứng nữa, đổ sản phẩm ở ngoài vẫn được. Đổ xong mình đổ lật cái cơ cấu đổ liệu lại. Cho cái lồng cái đây lại.